qua trước có cổng cho tọa độ 100% chạy bằng tay cho em, ai qua trước người đó thắng, bao nó mạnh kệ ông nào nó không quan tâm, 100% chạy bằng tay cho em nha. Anh em nhớ kỹ giùm em, nhắn vào hợp đồng xem đấy danh tứ 100% chiếc biển đồng ngơ, đừng chắc cào phía trên ba nghe em nói và di chuyển giùm em nào em ơi. Nhìn vào cánh bang không cần trả lời, anh em mình 100% tập trung thiết bị kèm nào, em ơi nhắn vào hợp đồng xem đấy 100% thiết bị kèm nào đi, chạy bằng tay nào mọi người ơi, chạy bằng tay nghe, chạy bằng tọa độ là thua đó liền. BT nào có người chịu hầu, tất cả anh em chịu hầu hết là cho em nào em ơi, 100% hợp đồng xem đấy danh tứ mà em nào em ơi. Vừa yếu á, em nhắn tọa độ 5 giây một lần thôi, đừng nhiều quá. Lấy thấy ngựa nào 100% nhắn vào hoạt động xem đến chiếc biệt em nào, chiếc chuyển nào, chiếc chuyển nào lên mà. Hoạt động danh tướng xem đến chiếc biệt em nào, hoạt động danh tướng xem đến chiếc biệt nằm ngay 100% danh tướng chiếc biệt này em ơi. Ai qua chiếc bút tọa độ cho em ngay 100% di chuyển bằng tay, không đợi tọa độ nghe, không đợi tọa độ nghe. Di chuyển nè em ơi, di chuyển nè em ơi, 100% di chuyển trực nhanh nữa nè mọi người ơi. Hay quá anh em ơi, 100% di chuyển nhanh cho em nào, di chuyển nhanh nào, chắc lên nào. Không quan trọng cổng ai, không quan trọng cái 100% chặn cổng cho em nào, không quan trọng cổng ai, chắc lên di chuyển nhanh đi mọi người. Không vào bên trong, không vào bên trong, 100% đứng trước cổng em nào, không vào bên trong nào. Anh Sì Tiên Châu ôm ngay chỗ cái cầu thang cho em nào nè anh ơi. Toàn bác giải đều cho em nào, giải đều cho em nào, chỉ chuyển nhanh đi mọi người. Anh em chạy đều từ bậc cầu thang ra phía trước cho em nào, anh em không đứng trước bậc cầu thang này, anh em chạy đều cho em nào, chạy giữa đó cho em nào, chạy lên di chuyển mọi người. Anh Sì Tiên Châu năm tên cái đồng đứng trước vách núi bên cánh tay trái nào. Toàn ban chạy đều từ bậc cầu thang ra vách núi cho em nào, chạy đều cho em nào, trong xin tọa độ liên tục anh em ơi, không đứng một chùm nào, đứng tải ra cho em nào, chạy ra nào.
Nào anh em cố gắng không xuống mặt cầu thang, anh em ơi, chạy đều đi cho mọi người ơi, đánh súng nào mọi người ơi, được không xuống mặt cầu thang nào. Toàn ban rút. Toàn ban về cao dân công 12 giờ, kiếm bố cho em nào, về cao dân công 12 giờ mọi người ơi, di chuyển nào. Nào kiếm cao dân công 12 giờ cho em nào, toàn ban kiếm cao dân công 12 giờ cho em nào. Kiếm cao cũng 12 giờ cho nào mọi người ạ. Anh em tay ngắn di chuyển chặn cổng chiếc Việt toàn tay dài tất cả anh em vào bốt. Cho em xin tọa độ ngay cổng cao trường công 12 giờ liên tục. Năm tên cơ động di chuyển 2 trong 3 giờ. Không cần tọa độ. Năm tên cơ động di chuyển hàng trong 3 giờ. Không cần tọa độ. Toàn 3 mình 100% về hết công cao trường công 12 giờ. Xin tọa độ cao trường công 12 giờ. Bút tọa độ chiếc Việt 12 giờ. Toàn ban về chiếc Việt 12 giờ di chuyển nào. Á mi qua đi sao chị Văn ơi. Toàn bán chuyện chiếc Việt 12 giờ nào, toàn bán di chuyển nào, nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào.
Vậy hết kem không bao giờ cho em nè. Các em cũng bao giờ nào em ơi. Nào tất cả anh em có xét nghiệm cho đi ra chẳng cổng bao giờ cho em nào anh em ơi. Đánh từ trung tâm bố đánh ra ngoài cho em nào 100% ưu tiên NBC anh em ơi. Cái liệu bố cho em. Tất cả anh em tay ngắn cố gắng quét hết người chơi ở trung tâm bố đánh ra phía 3 giờ cho em nào anh em ơi. Chẳng cổng cho em nào. Tất cả anh em tay dài vào bố đánh bố nào. Ngưng tọa độ nào, ngưng tọa độ nào. Tọa độ hai chung đi chị Văn. Toàn bán cái chuyện tọa độ chị Văn nào, toàn bán cái chuyện tọa độ chị Văn. Bỏ bớt, toàn bán cái chuyện tọa độ chị Văn nào. Tay dài đam bót lên góc 12 giờ tất cả anh em ta nhắn bảo vệ người chơi tay dài 12 giờ cho em nào anh em ơi. 100% ưu tiên là với xe nào. Quá tốc độ mới nè anh em ơi. Quá tốc độ chỉ văn nè anh em ơi. Hà thấy chung cháy rồi đấy mà hà chung cháy rồi toàn 30% trong tặng ngọc nè. Toàn 30% trong tặng ngọc 12 giờ cho em nào tất cả anh em tặng ngắn cho em nào mọi người. Tất cả đây 12 giờ đang bố cho em nào di chuyển mọi người ơi. Tất cả anh em ta nhắn cố gắng đánh người chơi ở giữa trung tâm bố cho anh em ta dài đám bố cho em nha. Đánh ở phía ngoài trần cổng cho em nào. Xin tọa độ liên tục tăng 12 giờ nào. Mất số mình đen đi tao ăn tao phân thắng thôi trời. Chết lên em ơi, di chuyển tầng 12 giờ anh em ơi. Hết bot luôn rồi. Rồi cảm ơn tất cả tham gia với danh tướng chiều nay nha. Đen ghê an toàn phân thân không ngủ nậu ấy. Bắn thẳng mạnh quá. Ủa, anh em mình chiếm cổng rồi này mà anh em mình đánh không lại nó được. Mẹ nó lắc đứng mái luôn trời. Nó thượng nó ăn chiếc biệt nhanh thì nó đông hơn mình mà. Đồng lượng vô sợi số vậy mà là phân biệt được chân thân. Qua vừa qua 12.